kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Mở đầu cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, non sông tụ hội về đây kỷ niệm 100 sự hào hùng của dân tộc. Đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Các khối nghi trường và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng vươn mình bay lên, thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em. Sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự tan rã không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Hào khí Điện Biên Phủ luôn đồng hành cùng dân tộc ta trên con đường đi tới tương lai. Nhiệt liệt chào mừng khối quân kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua,
kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn xung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu hung lửa sắt, 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn. Với các đại đoàn 308 quân tiên phong, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 316 bông lau, đại đoàn 304 vinh quang, đại đoàn công pháo 351 và trung đoàn pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta. Khối sĩ quan lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng lục quân quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công hiển hách, từ Hoa Cách Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ núi thành Plymouth đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Khối sĩ quan Hải quân Nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 70 năm xây dựng trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam được tôi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan phòng không không quân đang tiến vào lễ đài. Phát huy truyền thống trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội phòng không đã bắn rơi 62 máy bay Pháp. Tháng 12 năm 1972, bộ đội phòng không không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối sĩ quan biên phòng. Trong suốt 65 năm qua, bộ đội biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước láng giềng, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khối sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng chuyên trách nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đang tiến vào lễ đài.
cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu điều trị thương bệnh binh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, đội ngũ bác sĩ quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy, lương y như tử mẫu. Với lực lượng tác chiến không gian mạng đang tiến vào lễ đài, ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng tác chiến không gian mạng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương, đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình 10 năm xây dựng trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Khối chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí, sáng tạo, chịu đựng gian khổ hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh then chốt quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, anh hiểm thắng lớn. Bộ đội đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn bạt vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay, bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường. Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông, cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên kỳ tích dựng trời đất Điện Biên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Khối nữ du kích Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Những cô ba dũng sĩ với chiếc khăn rằn và nón tay bèo, bám xóm, bám ấp, địch giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước, làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu. Nữ du kích Việt Nam với truyền thống ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, giặc địch nhà, đàn bà cũng đánh, có vai trò quan trọng trong ba buổi giáp công, quân sự, chính trị và binh lịch vận, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.
nhiệt liệt chào mừng các khối công an nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ. Lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo, đập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và các cơ quan đầu não của ta, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành, lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng với nam sĩ quan an ninh nhân dân. Ngay sau cách mạng tháng 8 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng an ninh nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo gián điệp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ. Ngày nay, lực lượng an ninh nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đang tiến vào lễ đài, là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông. Từ những ngày đầu cách mạng tháng 8 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các đội công an chỉ đường, kiểm tra xe tải, tuần tra kiểm soát trên sông là tiền thân của lực lượng cảnh sát giao thông, đảm bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ đồng bào đi sơ tán, các cuộc hành quân, góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với giặc lửa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập, huân chương quân công. Đang tiến vào lễ đài là khối nam sĩ quan cảnh sát cơ động. Ra đời trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện quan trọng, xứng đáng là quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của Tổ quốc, đã tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những bông hồng thép kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Khối nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang tiến vào lễ đài là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm, khủng bố, công tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm.
cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh gọn mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đang tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Mặc dù mới được thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mau chóng trưởng thành, tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện mang tầm quốc tế, đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Chào mừng khối Hồng Kỳ đang tiến vào lễ đài. Đây là biểu tượng sức mạnh của đất nước Việt Nam, phát huy hào khí anh hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Với khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như di nguyện của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhiệt liệt chào mừng khối cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trên cuộc trường chinh đấu tranh cách mạng. Cựu chiến binh Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đem sức lực, trí tuệ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, chăm lo gia đình ấm no, hạnh phúc, giúp đỡ đồng đội, là lực lượng chính trị tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân, xứng đáng với 8 chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Nhiệt liệt chào mừng khối thanh niên xung phong đang tiến vào lễ đài. Được Đảng, Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo thành lập, trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã có gần 20.000 thanh niên xung phong tham gia mở đường, vận tải vũ khí, khí tài, lương thực, thương bệnh binh, ra phá bom mìn trên các trọng điểm ác liệt. Có hơn 8.000 thanh niên xung phong chuyển sang các đơn vị quân đội chiến đấu trên các mặt trận, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối dân công hỏa tuyến. Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ, thể là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Hàng chục vạn nam nữ đã xung phong vào dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh, mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh, lập nhiều chiến công vẻ vang. Trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta càng tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến năm xưa để cho đất nước nở hoa độc lập. Đang tiến vào lễ đài là khối công nhân Việt Nam.
giai cấp công nhân, là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nền tảng của khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năng cốt tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam luôn kiên định về mục tiêu, lý tưởng không ngừng lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế. Đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệt liệt chào mừng khối nông dân Việt Nam. Nông dân có vai trò quan trọng trong quá trình khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi, có chí khí anh hùng, không sợ gian khổ, hy sinh, dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn kháng chiến kiến quốc thành công, ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Ngày nay, nông dân là lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khối đại biểu của tầng lớp trí thức cách mạng đang tiến vào lễ đài. Trí thức Việt Nam, lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giàu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó, đồng hành với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975, thu Giang Sơn về một mối. Nhiệt liệt chào mừng khối thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, từ khi có Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, thanh niên Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng. Hàng triệu thanh niên ưu tú đã xung phong ra chiến trường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Ngày nay, thanh niên Việt Nam ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệt liệt chào mừng khối phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ nông thôn gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có hàng vạn phụ nữ hăng hái tham gia dân quân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, góp phần để có một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên kim sử vàng. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng khối các dân tộc Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực rộng lớn, có vị trí chiến lược, nơi cư trú của 34 dân tộc anh em. Từ bao đời nay, nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Tây Bắc là hậu phương, là căn cứ hậu cần trực tiếp. Quân và dân các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc quyết tâm xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh. Khối văn hóa nghệ thuật đang tiến vào lễ đài. Trong suốt chặng đường đấu tranh lâu dài của dân tộc, các thế hệ văn nghệ sĩ đã sát cánh dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cống hiến quên mình, góp phần làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ văn nghệ sĩ đã có mặt
trên các chiến trường ác liệt nhất, đến từng trận hành quân, từng trận địa pháo, chiến hào và trạng xá để biểu diễn, cổ vũ, động viên bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày nay, đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng tiếp tục cống hiến, không ngừng sáng tạo, góp phần làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôn lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp. Nhìn lại chặng đường chiến đấu, chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành kính biết ơn hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc.